Mình bán nem đấy lâu chưa cô? Bán là 32 năm. Ui. Quán. Sao? Cảm giác là lâu đời. Bọn con về đây ăn ở quán nào cũng thấy các cô các bác bán mấy chục năm liền. Cái này mà mọi người có thể đi vào chợ Rồng chơi mua sắm không à? Ôi. Nó đi ra ấy. Ra đây ăn nem. Xong rồi về. Cái thính rất là thơm. Mùi thính rất là thơm em ạ. Thính ngon. Xin chào các bác. Anh em tôi hiện tại đang ở chợ Rồng các bạn. Đó, hôm nay anh em mình sẽ đi ăn một món cũng khá là đặc biệt. Hôm nay em sẽ dẫn anh đi ăn món nem anh ạ. Nem cái này gọi là gì nhỉ? Nem bì à? Nem bì cuốn. Nem bì nem tai ấy. Thì đây là ở chợ Rồng các bác nhá. Đang ở trên cái đường này là đường đường gì ấy nhỉ? Nguyễn Chánh em ạ. Nguyễn Chánh à? Ở chợ Rồng đây, cái hàng nem rất là đông. Để bọn tôi sẽ ăn ở hàng này. Ôi đông quá. Nhìn thấy là anh đã thấy thèm rồi. Đây đợi mọi người ăn xong mình sẽ vào đây ăn anh ạ. Đấy. Có nem tai và nem bì. Quả anh bao nhiêu? Ba lạng. Thì hôm nay bọn tôi sẽ trải nghiệm món nem tai nem bì ở Nam Định nha các bác. Đây ngồi đi anh. Cô ơi, ở đây mình có những loại gì ạ? Nem gì cô? Nem bì, nem tai với nem chua ạ. Vâng. Đây, tớ đang gói đây. Vâng ạ. Anh em hai loại đi, ăn đầy đủ đi nhỉ? Em thì cô cho. Vâng. Hay mình tự cuốn đi. Tự cuốn à? Ừ. Được ạ. Ngon mà. Vâng ạ. Cô cứ cuốn cho bọn con mấy cái để bọn con ăn tay nghề của cô cuốn. Xong là bọn con sẽ tự cuốn ạ. Cho bạn này vâng, cô cứ làm đi ạ. Chờ lâu đấy, quá. Quay cô làm việc. Hôm nay muộn nên ra là muộn rồi mà. Cô tên là gì ạ? Hả? Cô tên là gì ạ? Vâng. Cô tên là cô Hoa. Cô Hoa à? Mình bán nem đấy lâu chưa cô? Bán là 32 năm. Ui. Quán. Sao? Cảm giác là lâu đời. Bọn con về đây ăn ở quán nào cũng thấy các cô các bác bán mấy chục năm liền. Tâm liền anh nhỉ? Anh thì rất đặc biệt là đa số món ăn của mình ăn này. Vâng. Cô bán từ năm 90 cơ mà. Ôi bán từ năm 90 ạ? Thế là hơn cả tuổi con. Hơn con 2 tuổi. Quá lâu. Toàn kịch chào hết rồi. Vâng. Đây toàn quán, những quán này toàn lâu lắm. Mấy lần con về đi qua đây đều thấy quán cô rất là đông. Mà hình như tầm này chưa phải đông nhất đúng không cô? Ừ, nó cũng tùy từng lúc. Vâng. Nhưng mà Nam Định giờ này là giờ ăn chiều. Từ 3 giờ cô? Bắt đầu cô vừa ra được lúc. Cô bán đến mấy giờ cô? Cô ngồi đến hơn 7 giờ. Bán mỗi buổi chiều đúng không cô? Chiều 3 giờ đến khoảng 7 giờ tối nha cô. Các bác về Nam Định nếu muốn ăn cái món này thì qua hàng cô. Chỗ này là cái địa điểm là 19 phố Nguyễn Chánh đúng không cô? Ừ. Phố Nguyễn Chánh là lòng cái Ba Tê Long Dậu. Đối diện với lại ba quán bánh mì Ba Tê Long Dậu kia. Bên kia cũng là một quán mà rất là đặc biệt. Bên này đông lắm đấy. Đấy, quán này rất là ngon. Hôm nào anh em tôi sẽ anh em mình sẽ có thể mai nhờ mai ăn sáng cũng được. Ăn sáng được mà bạn. Ăn sáng. Món đấy ăn sáng hợp lý hơn. Đấy hôm nào anh em tôi sẽ review cái quán Long Dậu bên kia nha các bác. À, quán của cô là quán cái này cái mình gọi là cái gì cô nhỉ? Nem cuốn á. Nem chảo. Nem chảo cuốn. Nem tai, nem chua. Nem tai. Nem tai, ừ. Nem chua. Lát lại vào đây. Nước chấm của nó đây các bạn. Ừ, để cho ớt vào cho nó ngon. Dạ. Cái này là chưa có ớt, mới có tỏi thôi đây, đây. Và nước mắm pha. Đấy, ai muốn ăn ớt thì mình sẽ cho thêm ớt vào này anh em. Tự điều chế nhá. Em không ăn ớt đúng không? Em không. Không. Hoặc là cho một ít thôi. Ăn được mà. Rau sống ở đây thì cũng khá là nhiều thứ. Nhiều loại mà con. Có khoảng tầm bao nhiêu loại rau cô? Con nhìn thấy khá nhiều đấy. Ừ. Lá sung là chủ đạo này. Cái nem này phải có lá sung với lại rau húng, rau kinh giới. Đây có lá sung này. Nhiều rau lắm ấy. Có rau cái này gọi là húng. Húng con. Húng húng con. Có lá đinh bạc hà các thứ ấy. Lá đinh lăng. Rau mùi này. Ôi nhiều, có lá mơ này.
các loại rau thơm nhá. Đặc biệt em nhá, cái ăn cái em này anh rất thích là có cái lá mơ này. Em cũng thích cái lá mơ. Nếu không có lá mơ này thì em thích là có lá mơ này, lá sung với lá đinh lăng, ba loại này. Có mấy loại này có cũng được, không cũng được luôn. Đó. Dạ, cô quấn cho mấy chiếc xong rồi cô đưa ra cho bán. Mà vâng. Cô cứ làm đấy ạ, làm hết cho các chị đấy. Anh là anh rất mong chờ món em hôm nay để anh thử. Quay tay nghề hôm rồi, anh ăn cái món em tai bà Hồng. Món em tai bà Hồng. Bà Hồng cũng Nam Định. Đúng rồi ạ. Thì cháu đang rất mong chờ là ăn thử món của cô để xem là cái sự khác biệt nó nào? Mỗi cái nó có một cái ngon khác nhau. Dạ. Em tai bà Hồng thì bà ấy cũng nổi tiếng. Dạ. Đây, quay tôi quấn nhanh thế. Nhưng mà quay. Dạ. Xong rồi sau đấy thì em có thể hỏi Tùng cảm giác của một người Hà Nội đúng không? Để cảm nhận về con, nhưng mà Nam Định xem thế nào. Ở Hà Nội em lại không ăn nem tai bà Hồng. Con ơi ăn trước đi. À ok. Đây anh ơi. Đây Tùng, mời Tùng. Mời người ở nơi khác. Từ tiên Khoa. Em cái này em ăn rồi. Cái này này. Còn em ăn cũng khá nhiều rồi. Em phải có một cái bước đã. Vâng. Cho nó đỡ vướng. Đấy, cho Tùng trải nghiệm trước. Ok. Xem cảm giác của Tùng khi ăn cái món này như nào nhá. Được. Đang cảm nhận đấy. Ngon. Ngon. Nước chấm rất vừa. Cái nước chấm nó không bị nhiều mùi mắm. Nó không bị khó chịu ngắt ngắt đúng không? Rất là vừa. Cùng nhận xét rất chính xác. Nhưng mà vẫn mặn kiểu của mắm đúng không? Cái nem thế nào? Ngọt chua chua. Nem thì của em là nem bì. Bì cô thái rất là mỏng luôn. Cái này mà càng mỏng càng ngon đúng không? Cái bì ăn rất là nó đặc biệt là cái thính ấy. Mềm đặc biệt là cái thính ấy ạ. Cái nem này chắc là ngon nữa là từ cái thính ra đấy. Ừ, cái thính rất là đặc biệt hay không là từ cái thính ấy. Thính ra. Ok ạ. À? Bao nhiêu điểm? Thang 10 điểm được bao nhiêu điểm? Cũng khó. Như cái món này thì mẹ em ở nhà cũng hay làm. Ừ. Mà mẹ em thì nếu mà mẹ em cho 10 điểm thì cái này phải cho 15 điểm. Vì ở nhà mẹ em không thái được bì nó mỏng như thế này. Thái to đúng không? Ừ. Tính thì rất là thơm. Ừ. Tính rất thơm. Được không anh? Rất thơm. Sự gì? Mà thấy nào? Ăn nhiều lần rồi đúng không? Nem tai bà Hồng rồi, nem tai cô. Thì vẫn thế. Em có một cái sự khác biệt khác nhau. À, bây giờ đến lượt tôi các bạn. Đến lượt tôi sẽ trải nghiệm món này. 18.000 rồi. 18. Anh chờ anh cho em mượn lọ ớt. Nếu cô lấy cho. À, vâng. Thôi. Ở đây mình còn có cả nem tai nữa đây. Ừ, quấn cho con một đứa một cái đây, nem tai nữa nhá. Quấn đây này. Cô cứ xong khách đi luôn ạ. Cho nó thoải mái. Khách cứ xong rồi. Con thử ăn. Đây bây giờ tôi sẽ chấm cho bác. Chấm bác một miếng nem tai. À đâu, nem nem chảo. Không biết là cảm nhận của Tùng thế nào nhưng mà anh thì anh rất thích ăn ngồi ăn cái kiểu vỉa hè như thế này. Tại vì nó mang đậm chất cái không khí, tức là cái cuộc sống diễn ra hàng ngày ấy. Ví dụ thỉnh thoảng là có những cái chiếc xe xích lô hoặc là chở hàng những người đi qua đi lại ấy. Cuộc sống diễn ra hàng ngày ấy. Anh rất thích là vừa được thưởng thức cái món ăn đường phố và lại được thưởng thức cái thanh âm của cuộc sống. Nhất là ở chợ Rồng anh ạ. Đây là trung tâm rất đông buôn bán của Nam Định. Rất là hay. Ngon quá nhỉ. Ngon. Cái nước chấm của cô ngon quá. Nước chấm của cô. Cô ăn đi cho cô cuốn tiếp. Ba. À bây giờ tôi sẽ thử một cái. Rất là ngon. Nem tai. Nem tai. Món này ở ngoài kia mẹ em không có mấy kiểu rau thơm đấy đâu. Ừ. Chỉ có mỗi lá sung, lá đinh lăng. Đinh lăng thì nhà trồng rồi. Lá mơ thôi. Còn các loại khác không có. Nhưng mà nhiều rau này ngon. Nhiều rau ăn, cảm giác nó mát. Ăn nhiều vị. Món này ăn nhiều không bị ngán đấy bạn. Ăn nhiều không bị ngán.
khá nhiều rau. Ông ăn là nem ta à? Ngon quá. Nó có mỡ không ạ? Vâng, cho nó không ăn được nhiều. Vâng. Cháu sợ nhất cái món đấy là vào ngày Tết ấy. Ui, ngày Tết mà. Ăn ám ảnh luôn đúng không anh? Đấy. Đây nem tai đây, tôi sẽ thử cái miếng nem tai của cô. Cô cuốn rất là đẹp nhá. Rất là vừa vặn đẹp, vừa ăn. Mà rau là cũng đủ luôn trong này luôn. Không thiếu loại rau gì cả. Nếu mà anh em mình cuốn thì có thể là bị thiếu đấy. Nhưng mà cô cuốn sẽ đầy đủ như này. Cái này cô cuốn nó mang về cũng được. Về nhà ăn, nó thứ thích. Dạ. Vâng. Ôi, cô có số điện thoại đặt hàng không? Có chứ. Là số bao nhiêu ạ? 0986. Bao nhiêu nữa cô? 55 1937. Đấy, các bạn muốn ăn thì có thể gọi đặt hàng cô nhá. Xong ra lấy. Khoai không thì là em quay cái dây bàn. Em thấy góc quán của cô khá là lãng mạn. Trên là 18 bàn. Bên trên là một cây bàng đang rụng lá. Mùa đông. Đây còn có cái hàng bánh kia cũng ngon hơn kìa. Bánh gì ấy cô? Bánh bèo. Bánh bèo. Vâng, hàng bánh bèo bên kia cũng ngon á. Bánh bèo là định đá nó tí nhỉ? Đá nữa. Ăn không ạ? Ăn một cái được mà. Vâng. Sao ăn để cho biết ạ. Ăn mỗi thứ thưởng thức một hai cái. Vâng. Ừ. Rồi là đi thì thưởng thức thôi chứ còn ăn no thì sao mà ăn được quá. Vâng. Con đi thưởng thức mà. Một ngày này cô bán được khoảng bao nhiêu cân không? Tùy hôm luôn. Ngon. Đắt hàng thì bán nhiều, nào mình tin trọng thì mình bán ít đi. Vâng. À, cái đấy chị nó không bị quá đông, nó vẫn đủ cái không gian để cho mình cảm nhận ngồi. Ngon quá các bạn. Cái nước chấm rất là tuyệt vời vì nó vừa ấy. Mình có thể cho thêm ớt vào để nó điều chỉnh độ cay thôi. Đúng như ngay lúc đầu mà Tùng nói, Tùng nhận ra cái mắm sẽ ít rác nhưng mà nó vẫn đủ. Đúng rồi, mọi người không bị gắt ra. Tức là khi mà mình đưa lên ấy, mình không hề cảm nhận thấy cái mùi của nước mắm. Cái mùi của nước mắm. Mùi gắt gắt của nước mắm. Nhưng khi mình chấm lên này nó rất là vừa. Đấy một cái rất khéo đúng không? Vị mặn nhưng mà nó thì... Hình như là có cả nem... Anh ơi, hình như có cả nem chua đấy. Chua à? Thử không? Cô còn nem chua nữa ạ? Cho con mấy cái nem chua. Đây, còn có cả nem chua nữa này. Tôm thử á. Ớt đây. Xem nem chua của cô nào. Không. Được không? Nem này, nem chua này thì cô bảo không phải là cô làm, cô lấy. Nhưng mà chắc cũng là một loại khá ngon đấy. Ở đây còn có cả nem chua nữa các bác. Cái nem chạo, nem bì của cô ấy thì có cả mỡ. Có cả thịt luộc chứ con. Thịt luộc. Cổ luộc chứ làm gì có mỡ. Dạ, thịt cổ luộc. Nó lẫn nạc lẫn mỡ. Đấy. Nó có cả lẫn nạc lẫn mỡ và bì. Cái hai cái thành phần chính. Cái này là cô tự thái luôn. Nhà cô làm đấy hết cho. Để thái là cái sợi mà mỏng như thế này là không phải là chuyện đơn giản. Giờ cũng có máy hỗ trợ đấy. Thái máy còn thái tay không được mày đâu. Dạ. Thái tay không đều được. Cái này mới là thái tay này. Có mỗi cái tay thôi này. Tay để thái tay thôi chứ không phải. Vâng. Cái máy kia cái tay là chậm có máy mình thì còn nó cái kia cái tay máy. Mấy tay mỏng lắm. Chị ơi ngày xưa làm tay lắm. Đúng rồi, cái này nếu làm tay vất vả cô nhỉ. Cô làm phải đến em phải làm đến 29 năm làm tay đấy. Ui. 29 năm tay tay cô. Mới 3 năm nay cô làm máy được. Kinh nghe nhờ, kinh ngạc luôn. Mọi người phải hiểu rằng là khi mọi người nhìn thấy cái sợi như này mà nếu mà làm tay thì nó phải vất vả như thế nào. Để thái ra được những cái sợi mỏng như này thì... Nhà con ngày xưa bố mẹ con cũng có một thời bán cái nem mà con biết là thái tay nó kinh khủng nào à? Cái bì ấy... Phải luộc đúng cách mới thái được anh ạ. Chính xác, tức là mọi người không hiểu là cái chuyện là chỉ để lên thái nhau không phải. Vì cái bì rất là dai. Luộc nhũn quá cũng vứt đi luôn. Nếu là nó theo mùa con nhá. Vâng. Mùa hanh thì con phải luộc dừ ra tí. Vâng. Nếu mà mùa nồm thì phải luộc khô. Đấy, có nghĩa phải hiểu nghề đúng không cô? Chứ nếu mà luộc mà mùa nồm mà luộc khô nhão thì nó lại ra cháo. Vâng đấy, có mấy lần con trộn ra đây nó sẽ ướt. Con nhớ là ngày xưa là nó nhũn quá ấy, là phải vứt đi luôn. Đây, bác ăn
Còn nếu mà mùa hanh mà cháu mà luộc khô quá thì lại khô cứng. Các bác ơi, các bác ăn nem ở đây cảm thấy thế nào các bác? Ngon. Ngon. Vâng. Các bác là đi chợ ở trong chợ Rồng luôn ạ? Các bác cũng làm. Vâng. Trong nhà tôi này làm khác. Vâng. Vâng. Đây là thơm. Vâng ạ. Heo, mắm heo. Vâng ạ. Heo với lại mắm nêm. Vâng. À, nước chấm của bác. À, cái nước chấm. Bác ở miền Nam. À, đấy là chấm mắm nêm rồi. Đà Lạt ạ. Nhưng mà nem ở quê cô ấy, Hải Hậu ấy. Vâng. Thì lại làm mắm nem bằng cái xay. Vâng, à con biết, con có ăn rồi nhưng mà chấm mắm chắt đúng không ạ? Nem nắm, nem nắm. Đấy là nem nắm nữa khác. Đấy là một đặc sản Nam Định nhá. Nhà tôi làm cả cái loại mà gọi là tạo chân heo này, gió heo này. Vâng. Vâng, bác chờ em một bé. Cháu ơi 70 à? Đây, nem tai. Nem tai mua về tự cuốn. Món này nhấm rượu. Hơi bị đỉnh chết. Luôn. Món này chuẩn luôn á. Uống bia hoặc là bia. Rượu là rượu uống bia, uống bia. Uống bia. Giá say cả. Anh ơi ăn nữa đi. Dạ, ăn cái nữa không? Quay lại. Em ơi, ăn đi. Một người cái nữa đi. Anh chờ anh ạ. Làm cái nữa đi anh nhỉ. Đấy. Bác ăn mấy chiếc nhỉ? Tôi mỗi người làm cái nữa. Ăn mọi người ăn khoảng tầm nếu mà đói thì ăn tầm 5 cái này là no luôn. Còn ăn chơi chơi thì ăn tầm 2-3 cái các bác. Đây, chấm nước chấm. Đây, mời các bác miếng nữa nhá. Rất là ngon. Cái này mà mọi người có thể đi vào chợ Rồng chơi, mua sắm hoặc là lúc đi ra ấy, ra đây ăn nem, xong rồi về. Cái thính rất là thơm. Mùi thính rất là thơm em ạ. Thính ngon. Cái làm cái gọi là cái chảo á, cái chảo giò này, giò heo, riêng xả, riêng xả thay ra, bắt đầu là rang lên, bắt đầu tôm này, cái đẹp đấy thì bà vào. Nói chung là cái món nem ở Nam Định này đặc sản, có nhỉ? Mỗi nơi là một vùng miền nó có một cái đặc sản riêng. Vâng ạ. Phải thái thái. Vâng ạ. Chú là chồng cô luôn ạ? À? Hai cô chú phụ nhau bán hàng. Vui nhỉ cô nhỉ? Vâng. Bác ạ, bác đi ạ. Bác đi chợ xong cái quật đồi nem. Chú tên gì ạ? Chú tên Hùng. Chú Hùng ạ. Cô chú năm nay bao nhiêu tuổi rồi ạ? Cô 52, chú 55. À. 6, 9 con luôn. Hai cô chú cũng gần gần tuổi nhau. 55 đẹp. Cái nước chấm này là chú hay pha, cô pha đấy ạ? Cô pha. Chú không pha được nhưng mà chú không pha bằng cô. Vâng. Thường xuyên là cô làm. Con thấy cái nước chấm của cô ấn tượng. Ngon. Nó tôn lên tất cả những thứ kia ấy. Rau thơm thì ở đâu cũng thế rồi. Có cái nem này, cái nguyên liệu thì ở đâu cũng vậy. Nhưng mà cái bì, à cái thính. Cái thính nó ở đây là khá là ngon. Cái thính thì là... Thính này nó ra truyền hàng trăm năm rồi đấy con. Vâng, cái thính của cô là đậm rất là ngon. Không, cô lấy cái thính của nhà này hàng trăm năm nay rồi. Vâng. Tức là nhà nó ra truyền trăm năm rồi. Có thể là các bạn ở Nam Định ấy, cái thính này thì hàng nào kiểu người ta cũng muốn lấy thính ngon ấy, có thể nó giống nhau. Nhưng mà ở quán cô đặc biệt nhất là cái nước chấm, bọn tôi ăn là ấn tượng nhất cái nước chấm. Chấm cho một chút ớt vào là ngon luôn. Bà mẹ chồng bán 30 năm. Vâng. Xong đến lượt cô, bà nghỉ 30 năm thì bà nghỉ, cô bán được 32 năm rồi. Hồi xưa là 60 năm. Đấy. Bà cũng bán ở đây luôn hả cô? Bà bán chợ này, chợ Rồng đây. Vâng. Có nghĩa là cái lốt ở chợ Rồng này là 60 năm rồi chứ không phải là 30 năm nữa. 4 người bán. Ô thế ạ. Có nghĩa là các bác chị em, các bác đều bán hết luôn. Hai người bán chợ này với một người bán ở chỗ nhà thờ ấy. À, chỗ nhà thờ như bọn ăn ở chỗ mấy khúc luôn ạ. Vâng, cũng là người nhà cô ạ. Đấy là chị dâu. À. Ồ. Bảo sao? Còn một đứa cô em thì bán ở dưới chỗ Trường Nguyễn Huệ. Trường Nguyễn Huệ thì con chưa ăn nhưng mà ở chỗ nhà thờ thì ăn em ăn rồi, em đi ăn bánh khúc em ăn ở đấy rồi. Cũng rất là ngon. Nhà cô 4 người bán mà. Nói chung là cùng một gia đình, cùng một lò mà ra. À cả cái này nữa.
cái bánh đa này, bánh tráng này, bánh tráng, bánh tráng rất là ngon và mềm, ừ, cái ăn không tráng, bị cái không bị khô anh ạ. Cô phải làm cho nó mềm đấy con ạ. Thế ạ? Có thể giúp nó mềm được á. Đấy. Nếu là mùa hanh thì phải như thế này mới làm. À, đấy. Có lá chuối. Ngon quá. Mùa nồm thì không phải ủ mùa hanh là phải ủ lá chuối. Vâng ạ. Ô, con cảm ơn cô nhá. Hôm nay con có một cái trải nghiệm ẩm thực ở Nam Định khá thú vị. Cô ơi, cho con thử gửi tiền với ạ. Con gửi tiền với cô. Con gửi tiền ạ. Con là đi mấy chiếc nhỉ? Mỗi người 3 cái ạ. 12 chiếc hả con? Vâng ạ, là bao nhiêu tiền cô? Là đi 12 chiếc. Mấy cái tai ạ? 6 cái tai ạ? Mấy tai con? 6 tai ạ. 6 tai. 12 là đi 60.000 một chục. Cái tai để cộng thêm 1.000 nữa là 60 66. Đưa để em gửi cho. Không, để cô tính 72.000 cộng với 4.000 nữa à? Vâng. Là 76.000 con ạ. 76 ạ? Ừ. Ôi, con gửi. Cộng cho nó chuẩn. Đây, con cảm ơn ạ. Ừ. Để cho mọi người mong chờ được cái món ăn tiếp theo. Đúng, chính xác. Các bác nhá, tập sau sẽ là bánh bèo hoặc là bánh mì. Rất là ngon ở đây. Phải có phải công nhận là ngon đấy. Đẳng cấp đấy. Thật sự là kể cả Hà Nội cũng không thể có được những. Thì là sẽ dành riêng ra từng tập để review đến mọi người tất cả những cái món ăn ở Nam Định nha các bác. Nhìn rất bình thường nhưng mà đúng là khi cái lần mà cháu ăn là phải nói là Hà Nội toàn bè mua đấy. Đúng rồi. Là mua cân một. Ngon. Con cảm ơn cô rất nhiều nhá. Chúc cô chú bán hàng đông khách ạ. Sức khỏe ạ. Cháu cảm ơn. Rồi, hẹn các bạn ở video sau. Bye bye.